Hello, mến chào tất cả các anh em của Thiên Tâm Ca thân mến. Thì hôm nay là cũng rất là vui khi mà được tái ngộ cùng anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì trước giờ thì anh em cũng quen là mình làm tiết kiệm xăng thì cũng nhiều rồi. Thì hôm nay cũng muốn cũng đi vòng vòng thôi, nhưng mà đổi chủ đề một tí. Anh em đừng có thấy cái máy cưa đó, anh em thấy ghê, mình không phải là em có máy cưa ra tính làm gì anh em đâu. Nhưng mà trong những cái clip sau thì chắc lẽ lẽ là mình sẽ giới thiệu về anh em cái cách chế cái máy cưa kiểu này. À, cái máy cưa kiểu này thì được mình chế bằng từ cái máy cắt gạch anh em, máy cắt gạch, máy mài, máy cắt sắt rồi đó, cắt sắt mini đó. À, được mình mua cái bộ lưỡi này mình gắn vô mình chế. Thì cũng giới thiệu tiện tay giới thiệu với anh em vậy thôi. Thì trong clip sau chắc mình còn nhiều xăng mà mình sẽ làm clip cũng tiện thì giới thiệu với anh em luôn. Thì trong thời gian qua thì cũng rất là nhiều anh em đã làm bộ tiết kiệm xăng của mình hướng dẫn, và cũng không có điều kiện cho nên đã chế rất là nhiều cái cách chế khác nhau, và nói chung cũng có thành công và cũng có những cái anh em chế nó chưa được có thành công tuyệt đối luôn, cũng thành công nhưng mà nó chưa có tuyệt đối như như là mình chế. Thì hôm nay thì cũng tiện ta thể là giới thiệu với anh em là cái bộ tiết kiệm xăng mới của mình đã chế được một cái mẫu là anh em thấy là mình có thể điều chỉnh được cái lượng gió vào đây đây cái, anh em thấy cái gân trên đầu không, mình có thể điều khiển được cái lượng gió vào nhiều hết. Anh em dặn cái gân đầu nè, đã điều khiển được lượng gió nhiều hết vào nhiều hết cho cái xe của mình để mà nó chạy tốt hơn đó. Chứ ví dụ như 110 thì anh em siết lại một tí đó, 125 thì anh em xả tí, 135 thì anh em xả nhiều hơn nữa đó. Rất là ok ngon. Thì trong những thời gian sau thì mình sẽ làm những clip này, còn bây giờ thì xin phép anh em thì cũng thời gian lâu rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mục khác, đó là cái clean up plan. Cũng lâu quá rồi mình chưa có quay về cái nhà ngôi nhà của mình, cái kiểu mà làm clip thì trước mình cũng làm rất là nhiều clip rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng lâu mình chưa có làm. Thì hôm nay nhân tiện là mình đi ra ngoài Bắc Giang, cũng xuôi ngược ra Bắc Giang ghé thăm một cái người bạn cũ, thì thấy cũng ở được thời gian, thấy Land Cruiser cũng quá hay. À, cũng vừa có những chiến thắng dễ dàng cho nên là mình nói xin phép anh Clider, anh xin phép chị Clider cho mình quay một cái clip để mà để kỷ niệm cái những cái chiến chuỗi chiến thắng là 11 chuỗi chiến thắng liên tục để mà anh em làm kỷ niệm. Thì anh em cũng biết là những ngày trước thì mình đã cũng có quay nhiều clip mà cái clan này rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm lại vài clip cho anh em xem chơi, thì cũng như là cảm ơn anh em nghe Bắc Giang, BT Bắc Giang đã trong thời gian rồi đã chiếu cố và ủng hộ mình. Bạn anh em đợi tí để mình đóng góp một số lính cho anh em làm nhiệm vụ, rồi mình sẽ đi vào vấn đề. Pháp sư. Thì clan của anh em mình Bắc Giang này thì chơi cũng rất là ok, nhiệt tình. Thì vừa qua thì có một cái chuỗi chiến thắng là được 11 chuỗi chiến thắng liên hoàn. Thì bây giờ mình sẽ tạm show lại một cái số trận 3 sao hoặc là những trận world cho anh em xem ha. Rồi những anh em mới xem và những anh em đang xem và những anh em trong clan của mình xem luôn. Rồi ok, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề không nói vòng vo nữa. Thì những anh em mới chơi và chưa biết chơi thì nếu mà có dịp thì hãy chơi cái game này đi. Thì anh em thấy là cái clan mình nè, đây Thiên Tâm là tên của mình và cái nick của mình luôn.
Rồi, leader của mình là có tên là Tiết Đại Ca, à, thủ lĩnh Tiết Đại Ca. À, mang danh là Tiết Đại Ca thôi nhưng mà chị ấy là một cái người nữ đó các anh em. Rất là chơi sành điệu, rất là sành điệu. Ok. Thì anh em như anh em đã thấy thì anh em thấy một cái chuỗi chiến thắng nó dài thấy không? Rất là dài. Đây là một cái chuỗi chiến thắng anh em thấy nó rất là liền dọc nhau. Thì hôm nay thì mình sẽ tạm chích lại một cái trận đấu vừa qua là lên đấu với level 14. Rồi ok. Thì bên đội bạn thì cũng đánh cũng rất là ok nhưng mà đánh cái nhà của mình thì nó đánh tới là 88%. Cũng rất là cao. Hầu như là đội bạn bị đánh 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 sấp mặt luôn. Cho nên là bỏ của chạy lấy ngự luôn. Cho nên là bên mình mới được 29 sao trên 30 sao. Thì mình sẽ show lại vài trận cho anh em xem cái chiến thuật. Thì nói chung đánh nhiều trận thôi nhưng mà mình cũng có rất là tâm đắc những cái chiến thuật đây là mình sẽ cho anh em thấy cái chiến thuật này thì mình cũng tâm đắc cái chiến thuật này, mình đề nghị anh em làm theo nhưng mà nói chung là cũng thì cái chiến thuật thì hay thiệt nhưng anh em thì mình tâm đắc cái chiến thuật này lắm nhưng mà nó là cái chiến thuật thì mình rất tâm đắc nhưng mà tại cái nhà này nó cùi quá cho nên là chắc cũng không có gì hay để mà giới thiệu cho anh em. Cho lên màn hình cho anh ha. Thì thường thường thì chiến thuật này mình rất là tâm đắc, mình nên trong cái lan những cái mình ở lan đoàn kết vui vẻ trước thì mình cũng khuyến khích anh em nên sử dụng cái chiến thuật này. Đó là cho lính càng một góc và còn những góc còn lại thì cho heo nó dọn. Rồi trên đường đi của heo thì mình nên chuẩn bị một bình độc ha, để mà heo nó gặp những cái bầy xương khô á, thì anh em quăng độc ra cho bầy xương khô nó chết ha, cho để mà cái lũ mà heo mà gặp mà bầy lũ xương khô là kể như là nó đeo nó hút máu mà heo chết khô luôn. Thì chiến thuật này mình rất tâm đắc nhưng mà tại vì cái nhà này nó cùi quá cho nên giới thiệu với anh em thì cũng không có cái gì gọi là hay ha. Thì mình sẽ đi show dài dài trên mấy cái mẫu nhà trên. Chắc nên xem mấy mẫu nhà dưới chứ không có tác dụng gì đâu ha. Bây giờ mình sẽ đánh show mấy trận lớn lớn đi, từ nhà 5 trở lên đi. Rồi mình sẽ mở màn bằng cái nhà của đại ca của thủ lĩnh của mình quên nè. Thì cái mẫu nhà này nó cũng không có gì gọi là nó lớn gì mấy nhưng mà nó bố trí theo kiểu rim bay. Nhưng mà rinh bay này mà nếu mà đánh không khéo thì chỉ có được một sao. Thì thủ lĩnh mình dùng cái combo là Bolawick cộng với Super Win. Thì nhà này muốn ăn 3 sao thì cũng không có gì khó nhưng mà thì cũng tùy thuộc theo cái cách điều khiển lính nữa nè. Mình đẩy nhanh tiến độ một chút cho anh em coi cho nó nhanh ha. Thì chủ yếu là cho cái con Super Win nó cắt một góc trước rồi tiếp theo nữa là dùng cái những con gian kết hợp với con bowler để mà cắt thêm một góc nữa. À, tiếp theo là cho xe bò. À, đây là một cái chiến thuật mà rất là ok. Xe bò là một cái cỗ máy công thành rất là tàn tàn khốc kinh khủng nhất có thể. Thì gần đây từ khi mà clan up lên level 12 thì hầu như là có cổ xe bò này nó góp phần một cái rất là lớn trong cái vấn đề mà gọi là công phá thành trì. Nó hầu như là những bức tường là trở nên vô dụng với nó hết rồi. Không còn tác dụng nữa nữa, nữa anh em ơi. Cho nên là bây giờ là anh em tranh thủ là up vũ khí đi chứ tường là hầu như là mình thấy nó trở nên vô dụng rồi. Thì chủ yếu là mình quay cái clip này lại thì muốn để là cho anh em là lưu giữ một cái kỷ niệm chơi thôi chứ không phải là phe phan gì chứ anh em lan của mình thì đánh cũng cùi cùi thôi. Rồi cái này cũng không dám cho anh em xem đâu, cho anh em xem anh em mắc la anh em chửi nữa, nhà cùi gì cũng đi show sao có gì khó thấy không.
Rồi tiếp theo nữa là một cái trận của cũng của là của là đồng thủ lĩnh của mình, là người bạn của mình, là tên là Phú Phú Thiếu Gia. Ồ, nhà này thì cũng mới là đáng tầm để mà nói với anh em này. Nhà này nếu mà qua được 3 sao thì mới gọi là đáng tầm ha anh em. Vì là bị đúng chuẩn quốc tế. Vũ khí phải gọi là smart, mát. Còn tường thì anh em nó đừng nói là mát hay không mát, tường bây giờ là nó vô dụng rồi. Vô dụng đối với cái xe bò này. Mát tường hay không mát tường là chỉ hai con bơm thôi, cộng thêm bình bình ray thôi là nó phá nát hết. Tường level 12 mà gặp là con hai con bơm với bình ray thôi là cộng vô thôi là cũng tiêu hết. Rồi anh ấy sử dụng cái con Super Wing để mà cắt phục gốc, tiện thể là dọn luôn cái bầy lính lan. Lính lan thì đa số bây giờ sử dụng gồng gồng anh em, gồng gồng 7 là chủ yếu rồi, cho nên rất là mạnh, cho nên là đa số. Thì tiếp theo là anh em là anh ấy cắt thêm một gốc nữa, dùng bô lơ và dao cắt thêm một gốc nữa. Cắt đứt một gốc gốc lìa luôn. Rồi tiếp theo là cho cái cổ máy công thành, là cái được anh em gọi cái cách thân quen là cái cổ xe bò đó. Đi thẳng vào trong. Cái loại cổ xe bò này rất là tàn khốc anh em, nó đi thẳng vào trong, nó gặp bất cứ một cái giống gật cản gì nó cũng ủi banh chành, như giống như dạng như là xe bọc thép của phát xít Đức ngày xưa vậy. Nó ủi không thương tiếc luôn. Rồi nó ủi thẳng vào thì khi mà đã dọn gốc sạch hai gốc thì nó lính nó chỉ việc đi thẳng vào trung tâm thôi. Đó là tới lúc đó thì nó gồng gồng con gô đành lên thì tất cả là bô lờ nó chọi như điên cuồng khi mà được đưa vào bình ray thêm. Thì kể như là tất cả vũ khí trung tâm nó tan nát hết rồi, thì kể như là tha hồ mà đếm sao thôi, chứ không còn cái gì để mà nói. Chứ tại vì đa số trung tâm vũ khí nó nằm ở trung tâm mà dọn hai góc thì nó đứng thẳng đi thẳng vào trung tâm thì kể như là tan nát hết rồi. Nhưng mà muốn tuy là anh em thấy nó đánh rất là đẹp thiệt, nhưng mà muốn được đánh được như anh ấy thì cũng không có là dễ đâu. Tại vì nói chung là đánh quen tay thì nó khác, và đánh mới tập đánh thì nó khác đó, chứ không phải là nó đơn giản. Thì nói chung là chơi cái này thì đánh quen tay, đánh lâu ngày vài tháng thì nó tự động nó có một cái gọi là nó có kinh nghiệm thôi, chứ mình không thể nào mình nói được. Rồi ba sao thì từ khi mà up lên lê và 12 thì hầu như là nó rất là khó đánh. Rồi tiếp theo là trận của Phú luôn. Đây những cái mẫu này thì anh em thấy coi rất là mãn nhãn, tại vì đây là đánh theo bằng thực lực, đánh bằng cái trực quan, đánh bằng kinh nghiệm, chứ không đánh dùng bất cứ một cái phần mềm hỗ trợ nào. À, cho nên anh em xem nó rất là kiểu mà thực tế. À, mình chỉ muốn làm cái điều đó, chia sẻ cho anh em cái thực tế thôi. À, trong mọi vấn đề thì cũng vẫn là chiến thuật quen thuộc và combo quen thuộc là Super Win và Bullwhip. Thì vẫn là cái cách quen thuộc là cắt của gốc, cắt một góc, và tiếp theo là chắc chắn là anh ấy sẽ cho cắt thêm một góc nữa, cắt một góc nữa và coi cho cổ xe xe công thành đi thẳng vào trung tâm. Và tiếp theo là sau lưng là một đống, một bầy, một lũ là bô lờ và những con quýt, thì nó đi thẳng vào trung tâm thì anh em biết chuyện gì xảy ra rồi ha. Là nó thêm một bình ray nữa là kể như là nó điên cuồng, nó càng phá. Trong cổ xe bò là anh em biết cái gì không? Đó là con BK 7, anh em thấy nó chém tàn khốc, nó chém vô chân đạo luôn. Một cái nhát chém của nó là giống hệt như là một cái búa tạ gì. Rất là kinh khủng, kinh điển và kinh dị. Đó anh em thấy không? Một khi mà cái bầy bô lờ mà nó đi vào được trung tâm thì anh em thấy nó chém một cái là ghê gớm, và gớm ghê luôn, gớm ghiếc luôn. Cái góc độ quay phim này nó không được sáng cho nên dòm thấy mình nó đen thui. Mà kệ đi, đen đen chút đi cho anh em chai chán, mà trắng quá cũng bệt bệt kỳ lắm.
trắng quá anh em chê bóng. Rồi ba sao? Thì cũng tại vì nhóm này mình chơi chỉ có 10 người thôi, qua 10 người thôi cho nên cũng không được nhiều. Thì đi vòng vòng bây giờ cuối cùng cũng được tới lượt của mình. Thì nói chung là cũng hơi xấu hổ với anh em, thì tất cả anh em đều qua 3 sao, mình chỉ có được có 2 sao thôi nhưng mà được 89% thì cũng cũng mạo muội cho show cho anh em xem luôn. Chứ để anh em nói là tuy 2 sao nhưng mà cũng lỡ lên là cho mình cũng lên luôn cho có mặt có mũi với anh em. Anh em cũng đừng có chê nha. Thì anh em thấy cái combo của lính của mình không? Cái anh em xem cái con Win kinh và Golden của mình, Golden của mình thì được hơi được mát tí nhưng mà kinh Win của mình anh em thấy nó rất là yếu. Cho nên mình không thể nào sử dụng cái chiến thuật là Super Win giống như là những anh em khác được. Anh em thấy mình đánh thì nói chung dạng mình chơi kiểu liều mạng lắm anh em, mình không có quan tâm đến cái lũ lính la làm cái gì hết, mình chỉ dạng như là mình có cái dạng siêu vũ khí không thành đó, là mình cứ là càng vô như là xe tăng của phát xít Đức ngày xưa vậy, càng quét chiến trường, quét được nhiều quét, càng được nhiều càng thôi. Tại vì mình kiểu đánh liều mạng mà mình đánh kiểu mà là không biết sống chết là gì, mà ăn được nhiều ăn, tiêu chí của mình là 2 sao mà. Cho nên là mình cứ vô tư vô là cứ thả lính ra là cứ càng quét thí, nói cho càng cũng có chiến thuật cho anh em, càng mà không có tính trước là cũng banh xác chứ vô trọng đâu phải dễ. 22 level 12 nó kinh khủng lắm. Cái hôm của nó bây giờ là không phải như cái hôm anh em có thể ghĩa như ngày xưa đâu, mà là nó đã có một cái thu lôi cột điện trong nhóm rồi. Cái tầm mát của nó là nó tầm đam bắn đam của nó là 4 sao là đã 200 đam rồi. Mà anh em biết 200 đam là nó mạnh cỡ nào, là nó mạnh bằng một cái con Win đó, một cái con Win mà nó một chưởng con Win đó, chưởng Win 8 đó, 200 đam đó. Nhưng mà nó bắn được 3 tia, nếu mà lên được 5 sao là 4 tia. Nhưng mà lên 5 sao nó mới có một cái rất là khủng, là nó là một khi mà nó bị phá hủy là nó sẽ phát một vụ nổ là 1000 đam. Hầu như xung quanh lính lát trong vòng xung quanh đó là nát xương với nó hết. Ghê lắm. Nhưng mà 4 sao thì không có gì hết. Thì anh em thấy một cái dở của mình không, nếu mà mình cứ chuẩn bị sẵn cái con hai cái con balloon nữa thôi thì nhà này mình có khả năng 3 sao. Thì trong cái lúc mà cái cây Xbo này nó mê bắn cái con Golden thì mình thả cái con balon vô trong đây thì nát banh xác cái này rồi. Thì cái con tháp Vizat này thì thả thêm con balon nữa thì cũng banh xác con này, thì nó gù một hơi một là cái như banh này hết rồi. Thì mình 3 sao. Thì đó là một cái dở của mình, không có tính kỹ không, cho nên cuối cùng chỉ có 2 sao. Thì anh em thấy là cũng còn một trận nữa thì cũng chia sẻ với anh em luôn. Thì bên trận trước thì đội mình đánh cũng rất là ok. Bắt đầu rồi cũng vào của Tiết Đại Ca trước đi ha anh em. Đưa nâng thủ lĩnh mình lên cho tới đụng dây điện luôn. Lên đến nóc nhà luôn, đưa thủ lĩnh lên đến nóc nhà bắt con gà luôn. Thủ lĩnh mình thì vẫn sử dụng một chiến thuật rất là quen thuộc, đó là vẫn là Super Win đi trước và cho một cái con Barbie Dragon đi theo để mà dọn gác. Nhưng mà chỉ là cái con đó là chỉ đi trước để là hứng bơm đen thôi, nó không có mang dọn gác dọn gì được hết trơn. Vẫn là một cái chiến thuật dọn gác cắt gốc và cho cái con cổ máy càng quét là cái cổ xe bò nó đi vào trung tâm và để đó nó đục khoét
Và khi mà đi vào được chính giữa thì anh em biết là cái con Golden nó gồng lên thì hầu như là được bất tử trong vòng 5 5 giây. Thì anh em biết mà trong vòng 5 giây mà cái lũ Bullwhip mà nó được cái bài bình ray vô thì anh em thấy là trong vòng 5 giây là hầu như là vũ khí cái trung tâm nó đi thành bình địa hết rồi. Cho nên là tha hồ là còn lại cái đống gạch đá là tha hồ cái lũ mà quýt con đó nó dọn thôi. Chứ không còn gì để dọn hết. Còn con BK nó đi vòng vòng nữa, hầu như BK mà không có cái những cái cây Tesla thì hầu như là BK nó bá đạo trên từng hạt gạo luôn. À, trận này của chim. À, trong clan mình có một cái nhân vật gọi là chim, và chim anh em gọi là thường gọi là chim to. Thì nếu mà không quay cái clip của anh chim to này thì hầu như là cũng chim to này cũng cũng không được vui nè. Cho nên là quay luôn. Bây giờ đối với anh em chơi clan mà cái dạng mà đánh 20 là mình anh em cho là nó bình thường, không có gì để mà hay, để cần show, để cần để mà đăng hết chứ. Nhưng mà nói chung là mình quay cái này không phải để khoe khoang gì, mà chúng mình là để cho anh em lên TV để mà làm kỷ niệm thôi. Cho nên là anh em cũng thông cảm, thì mỗi người cũng có được một cái hai lượt thì mình cũng show hết cho anh em luôn. Thì mấy anh em hai nhỏ cũng thông cảm, thì mấy anh em mà đôi khi bị đánh mà kiểu mà cái đánh chưa có đủ, anh em đánh mà đánh đánh kiểu mà nó bị lấp á, lấp màng á. Người này đánh người người kia đánh lại cái thì nó bị lấp màng, cho nên là anh em thông cảm, thì bị lấp thì mình cũng không có xô được anh em ha. À, mình chỉ xô những cái nhà nào hiện tại thôi. Mình thấy là bà sao thôi, ăn rất là gọn. Thằng cọp nó đi rồi. Thì trận này thì cũng cũng đu đeo với anh em là cũng được 3 sao, cho nên là cũng mạn phép là đưa lên cho anh em xem luôn. Thì cái ha này thì nó cũng chưa có gọi là smart gì mấy, nhưng mà cũng may mắn là vớt được 3 sao, cho nên cũng mình đánh cũng giống như anh em nói, giống như mình nói lúc đầu, thì mình đánh mình không có cần quan tâm đến những cái con lính lan làm cái gì hết. À, mình chỉ cần chặt góc hai bên là mình ủi thẳng vào trong, mình cứ càn quét một cách vô tư thôi, mình không có quan tâm đến cái lính tráng hay là cái gì hết. À, mình cứ là tính trước cái điểm đi của lính như thế nào á, rồi mình dùng những cái bình để mình bào trợ cho lính của mình. Là thế là đi thẳng vào và chặt chém và bơm nổ thôi, chứ không có cần quan tâm gì. Tại vì cái đám lính của mình thì nó rất là yếu. Lính của mình thì nói chung là cũng cũng tạm, tương ứng những con lính khác cũng tạm tạm được rồi, nhưng mà có cái là hầu như là kinh và quân của mình là hầu như yếu nhất trong những cái lan này và cả lan thế giới luôn. Hầu như là mà chỉ duy nhất có độc quyền của mình là lên ha 12, mà chỉ có con win nó chỉ có win nó chỉ có 20 thôi, kinh nó chỉ có 14 15 thôi, là quá tệ quá dở. Tại nói chung là mình không có thời gian chơi, không có thời gian cài, mình không có đầu tư vào mua game up, cho nên là cái mình nó còn nhỏ nhỏ vậy thôi. Ở trận này là của thủ lĩnh. Anh em thấy là thủ lĩnh ra tay thì nó có khác. À, thủ lĩnh đợt này có một chiến thuật rất là ok. Đó là dọn, tại vì cái gì tính được là cái ở trong bên trong là có một cái hôm và những vũ khí đặt bên trong, cho nên là thủ lĩnh mình quyết định là đi một vòng để mở đường, và sau đó là đưa vào những cái con là Valkyrie vào để cho nó
nó dọn cái trung tâm. Giống như nói bóng đá vậy đó, có ai nói không? Đó thì giống cũng giống như mình nói thì đã dùng chiến thuật gọi là đánh mở đường máu, dọn đường gác luôn. Và để cho một cái khoảng trống lộ diện ra. Một khi lộ diện khoảng trống thì anh em biết chuyện gì sẽ ra rồi. Những con Valkyrie đã vào, xông thẳng vào một bình băng đã được chụp và một bình ray được thả, thế là nát. Nát cái trung tâm của một cái hồ bán nguyệt. Xong 3 sao mà không cần ấy luôn. Thì vừa rồi thì mình cũng có một cái cách để mà chơi mới, để mình sẽ chỉ cái cách chơi mới đó rồi như thế nào. Đó là cái cách để mà nhật ký chiến tranh, cách chơi mới. Cái cách để mà nói chung là đánh cái kiểu mà nhà rinh bay vậy á, mà bây giờ anh em phải lợi dụng cái cổ xe bò. Có cái cổ xe bò thì anh em cũng nên lợi dụng nó chứ đừng có bỏ uổng. Đừng có bỏ uổng cái cổ xe bò đó. Cái gì đây, sự kiện. Thì anh em cứ mà đánh rồi anh em đưa xin một cái lính ở trong cái cổ xe bò đó. Là cái dạng lính như là lính ôm đá. Cho nên anh em mà đi thẳng vào, anh em mở đường rồi đưa cái lính ôm đá vào trong cái trong trong cái cổ xe bò chạy thẳng vào cái nhà. Cái đầu nó sẽ tủa ra. Rồi anh em quăng cho nó bình ray thì cái nhà nó sẽ được đập nát bằng cái cách đơn giản và hiệu quả, cách ăn 2 sao đơn giản gọn nhẹ. Thì mình cũng đã tính rồi nhưng mà nói chung là cũng đã thành công bằng cái cách đó, nhưng mà nó cũng hơi anh em thấy mình vui lãng nhách không, giống hệt như là gì lên rừng gì mang củi lên rừng vậy. Có xe bò rồi còn quăng cái nhảy vô nữa. Mình tính là tính cũng được nhưng mà anh em thấy nó có sự sai lầm là nó còn một phát đá nên là mình bể nhà. Cũng may là mình còn thủ sẵn là mấy con cung. Không có mấy con cung này là mình ôm mình tức le lử rồi. Đó, ha, mấy con cung vô quất một hơi một. Bồi thêm mấy phát cung nữa cái nhà sập quá mừng, đã còn dư con cung. Thì nói chung là chỉ giới thiệu với anh em cái cách đó thôi. Là dọn gác rồi đưa xe bò đi thẳng vào trung tâm để mà chọi cái nhà, đó là cái cách. Rồi hình như là bên này có một cái hình như là bên đội mình có một cái trận đánh mà nó rất là hài hước. Là hài hước mà không biết là cái gì vậy đó. Thôi cũng bao nhiêu thôi. Nhiều cũng đủ anh em làm lưu niệm rồi. Thì lan của mình là toàn là đánh với bây giờ là mới set được thêm một cái trận qua mới. Ủa? Ủa sao mà chưa set được quá ta? Nói chung là tại vì để tối không anh em ơi, lan mình tối set không à. Tại vì thời gian của anh em rảnh là thường về gấp cỡ 9-10 giờ tối cho nên là đợi giờ đó xét cho nó ok hơn. Thì như anh em đã thấy thì trong cái level 12 thì đó thì anh em thấy là cái 29 nó ở cái level 12 anh em thấy nè. Đó là đây. Một khi mà nhà được 4 sao là cái sức sát thương của nó là 200 đam. Là số lượng mục tiêu tia của nó là 3 tia.
Đó, 3 tia. À, nhưng mà nếu mà anh em nâng lên úp lên là úp lên 5 sao, 5 sao thì vẫn là như vậy thôi. Vẫn là số lượng đam của nó vẫn là 200 đam. Nhưng mà nó được nâng thêm một cái là được 4 tia. Nhưng mà cái sức phá hủy khi mà anh em đánh sập nhà thì nó tăng lên một cái sức vụ nổ của nó phát lên vụ nổ 1.000 đam. Là hầu như là tất cả loại lính xung quanh đều, thậm chí bao gồm cả kinh và huynh nếu mà bị thương nặng nặng mà gần đứng gần nó vẫn banh xác luôn ha. Thì tổng thể chỉ là bao nhiêu thôi, chỉ giới thiệu cho những cái để tạm quay clip này để mà lưu lại cho anh em cái những cái kỷ niệm thôi. Thì mình cũng tiện thể mình chia sẻ cái combo đi cướp của mình luôn. Hình như là combo đi cướp lính level 12 của mình đó, lên level 10, lên 11, level 11 thì anh em thấy là cái combo của mình thì nó vẫn, anh em thấy nè, chia sẻ combo của anh em luôn, với anh em luôn, hầu như là mình đánh toàn là hai level và 11 không, đa số 11, 12, 11, 12 không. Thì cúp của mình anh em thấy là lên là 4.500 rồi đó. Thì mình anh em biết là 4.500 đụng độ đi đi cướp là cũng đụng độ cỡ cỡ thứ dữ, không đâu phải đụng độ nhẹ đâu, nhưng mà anh em giờ mấy cái combo của mình đi cướp mình đi là mình đang tập cái combo này để đi world luôn, cho nên là anh em thấy là cái tỷ lệ mà mình đánh nó mình đi cướp không mà cái tỷ lệ phần trăm anh em thấy rất là cao phải không nè, 100 97 91 100 199 100 170 sáu mấy. Thì anh em thấy là nó như thế nào, là cái tỷ lệ là cướp của mình rất là ok. Thì anh em nếu được thì anh em hãy chia sẻ cái combo của mình để mà đi cướp, tiện thể là thì tập cho mình cái kiểu quơ luôn. Thì người ta đánh bên mình bây giờ đa số nó chơi cái kiểu mà đánh bằng balloon không anh em ơi, đánh nhà mình thì cũng không có được mấy gì mấy thắng cao như mình đánh nó. Thì 40, 70, 46 rồi 40 mấy không à, cũng có trăm, cũng ít, ít có 100. Thì anh em thấy nhà của mình thì nó cũng đơn giản thôi. Thì ok. Thì cũng cảm ơn tất cả các anh em gần xa đã bỏ đôi 30 phút để mà lắng nghe cái và xem chia sẻ cái clip của mình. Thì cũng rất là vui khi anh em đã xem. Thì trong thời gian tới thì anh em hãy nếu thấy hay thì anh em hãy đăng ký kênh của mình để xem những cái clip tiết kiệm xăng và những kinh nghiệm mình chia sẻ về làm những cái đồ chế. Thì mình đã chế rất nhiều món đồ chơi cũng độc độc lạ lạ lắm, nhưng mà chưa có thời gian quay clip cho anh em. Trong thời gian tới mình sẽ quay những clip đó lên chia sẻ cùng cùng anh em khắp bốn phương. Thì mong anh em hãy đăng ký kênh của mình để mà được cập nhật những video thường xuyên. Thì song song những video tiết kiệm xăng và những bộ đèn chiếu sáng cho xe thì mình cũng đăng những cái bài nhạc hoặc là những cái đoạn clip nhỏ nhỏ để mà giải trí, chứ không phải rồi nếu mà đăng hoài một thứ thì anh em cũng nhàm chán lắm. Cho nên anh em thích cái gì thì cứ việc vào tìm kênh của Thiên Tâm Ca mà xem ha. Rồi ok, nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ nhiều cùng xem ha. Rồi ok, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip mới nhất của lần sau của mình sẽ nói nhiều nhiều kinh nghiệm chia sẻ hơn anh em. Ok, chào anh em.